Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại Hà Nội, đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã tới thăm và tặng cây hoa đào cho Đại học Sư phạm Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đây là hoạt động nhằm tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ khi hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ. Cây đào mà đại sứ Kristen Brick tặng trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính là cây đào mà ông đã ghép hai năm trước tại vườn đào Nhật Tân, thể hiện cam kết kiên định của phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam trong việc ươm mầm những giáo viên của nền giáo dục Việt Nam. Ông cũng cho biết, năm nay là năm thứ tư ông ăn Tết ở Việt Nam và truyền thống mà đại sứ yêu thích nhất là truyền thống hiếu học. Dù đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều thách thức, việc số lượng lớn sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ và các sinh viên Mỹ học tập tại Việt Nam là một điều đáng khích lệ Tết cổ truyền là thời điểm phù hợp để ôn lại những phong tục truyền thống của Việt Nam, ôn lại những điều tốt lành trong năm cũ. Tôi rất vui vì năm qua chúng ta đã kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tôi cảm thấy biết ơn những nhà lãnh đạo tài giỏi của cả hai nước đã quyết định bình thường hóa quan hệ để hai nước tiếp tục quan hệ tốt đẹp như hiện nay. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, cuộc gặp gỡ với đại sứ Daniel J. Critenbrick sẽ giúp tăng cường sự thấu hiểu và tình hữu nghị giữa hai bên, đặc biệt trong giáo dục đào tạo. Đại học Sư phạm Hà Nội đang tiếp cận với các phương pháp giáo dục mới của thế giới và hy vọng đại sứ quán Mỹ là cầu nối để trường phát triển mối quan hệ với các trường ở Hoa Kỳ.